Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Anh Thư, cựu sinh viên trường Đại học Ngoại thương và sắp tới thì mình sẽ theo học Master chuyên ngành Business Analytics tại University of Wollongong. Em lựa chọn đi Úc thay vì tiếp tục học tại UK tại vì thứ nhất thì sau khi mà có trải nghiệm học các chương trình giảng dạy tại UK thì em muốn có thêm những cái trải nghiệm và những cái phương pháp học tập tại Úc. Ngoài ra thì Úc cũng là nơi có cái thời tiết tương đối là giống Việt Nam và múi giờ khoảng cách nó khá là gần nên là em cảm thấy điều đó rất là thuận lợi cho em. Ranking cao, học phí hợp lý và học bổng hấp dẫn. Ranking cao thì theo em tìm hiểu thì University of Wollongong thì thuộc top 12 các trường đại học tại Úc. Đi kèm với cái ranking cao đấy thì lại là một mức học phí khá là phù hợp. Ngoài ra thì trường University of Wollongong còn có rất nhiều các chương trình học bổng hấp dẫn và những hỗ trợ cho sinh viên quốc tế như tụi em. Trong quá trình chuẩn bị hồ sơ du học thì mình cũng có gặp vấn đề về thời gian. Vì với cái trường học của mình thì mình đến tận tháng 11 mới có bằng tốt nghiệp chính thức nên là nó sẽ có hơi gấp rút về mặt nộp hồ sơ visa. Vì vậy nên là sau cái trường học của mình thì mình cũng khuyên mọi người là nếu mà có ý định đi du học thì nên chuẩn bị sớm trước từ tầm 6 đến 9 tháng hoặc là 1 năm để có thể có một bộ hồ sơ hoàn chỉnh và kỹ càng nhất. Do là nhờ anh chị có giúp mình có visa rất nhanh nên mình đã có hẳn 2 tháng để chuẩn bị các hành trang như là quần áo, thực phẩm, những thứ đồ dùng cần thiết để mang sang Úc. Thêm đó là mình cũng đã chuẩn bị được tâm lý và tìm hiểu qua là cuộc sống ở Úc sẽ như thế nào và mình có thể có những trải nghiệm, mình mong muốn là có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi mà mình đặt chân đến nước Úc. Khi mà qua đến Úc thì việc mình mong muốn nhất là mình có thể đi du lịch và tham quan tất cả các bãi biển tại Úc vì mọi người cũng biết là Úc thì có rất là nhiều bãi biển đẹp. Em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị ở King Study đã luôn hỗ trợ và bên cạnh take care em trong suốt 3 tháng lên kế hoạch và làm chuẩn bị hồ sơ. Và đặc biệt thì em muốn gửi lời cảm ơn đến chị Quỳnh đã luôn hỗ trợ em cả ngày cả đêm để có thể giải quyết được những cái khó khăn và những cái yêu cầu mà em nghĩ là rất là khó nhằn của em. King Study cùng bạn chinh phục thế giới.